Thế bây Thì giờ thấy cái hay nhất này anh Tuân này, bây giờ chúng ta sẽ không học tiếng Anh không cần nhớ về cái gì nữa. Nó sẽ có một câu chuyện vâng đúng không anh? Với một câu chuyện vâng này anh cũng không phải làm gì, anh chỉ có nghe em đọc, sau anh nghe em dịch. Đấy anh Tuân ạ. Và anh biết vâng tiếng Anh bao nhiêu em không quan tâm. Ngày mai anh lại chỉ nghe em đọc, nghe em vâng dịch. ạ, Bây giờ em anh ạ. chào thầy, chào Em tất rất vui gặp anh cả hôm nay luôn anh Tuân ạ. Là vì các anh sao? chị Vì em trong lớp ạ. hôm nay anh vừa mới tham gia ngày hôm nay thì em nghĩ là anh đang có rất nhiều câu hỏi. Thế anh có câu hỏi gì về khóa học này, về cách học hay là về cái gì, hoặc là câu hỏi gì về tiếng Anh, hoặc là có cái gì không anh? Từ sáng đến giờ mình theo dõi rồi ạ. Thưa thầy là tình cờ thì ở trong Facebook thì em cũng được biết thầy chứ không không có được ai giới thiệu, Vâng ạ. thì cũng xem một số cái video của thầy thì thấy rất là tâm đắc Vâng. và cũng chỉ trăn trở suy nghĩ một vài hôm, đúng là chỉ 3 ngày thì em sáng nay ngủ dậy thì quyết định là sẽ nhắn tin cho thầy sớm Vâng, em cảm ơn anh. và để đăng ký khóa học. Thực tế là em cũng nhiều tuổi Vâng ạ. và cũng rất thích tiếng Anh. Các con thì một đứa học lớp 12, một đứa học lớp 10, bọn nó thì cũng rất là siêu tiếng Anh. Mà Anh bố cứ thì yên tâm mấy hôm không nữa nói về được. cho chúng nó trắng mắt thôi. Và con lớn Thế nhà em từ nó học sáng mà tiếng mình Anh. tham khảo khóa học thì mình có cái câu hỏi thắc mắc gì không anh? Tại vì em sẽ hướng dẫn anh đấy. Em sẽ hướng dẫn anh chứ không phải các bạn chăm sóc viên hay là vợ em hay là các bạn mà gọi điện cho anh đâu. Em sẽ hướng dẫn anh ngay bây giờ. Anh xem có thắc mắc gì em giải quyết hết cho anh này. Và anh sẽ thấy là việc học giỏi tiếng Anh nó dễ kinh khủng. Vâng, thực tế là em cũng tìm hiểu học tiếng Anh để cố gắng để học để theo đuổi các con. Vâng. Thì trong vòng hơn 1 năm nay thì em cũng rất là cố gắng, nhưng mà đến khi mình phải trực tiếp nói thì mình không nói được mà cảm thấy nó rất là thẹn. Cũng có những cái group tiếng Anh để vào nói, nhưng mà mình nói có những cái bài người ta chỉ yêu cầu mình đọc thôi, nhưng mà Vâng. đọc xong cảm thấy nó mệt lắm thầy ạ. Vâng, nhưng mà thôi quá khứ bỏ qua anh Tuấn ạ. À. Quá khứ bỏ Và qua. Bây giờ cái mới này từ sáng giờ anh đã vào được khóa học chưa anh? Anh đã xem được video nào chưa? em cũng xem video của thầy giới thiệu từ sáng giờ, để sáng giờ em cũng rất là chịu khó xem, Xem khoái luôn đúng cũng không anh? cũng rất là thích. Vâng, em xem lại em thích, thế nên là em sợ nhất những bạn vào mà lại không xem video, chỉ vào là em quý thầy lắm, em quý cách học này lắm, thì em lao vào là em tập luôn, là em cực kỳ không thích luôn. Thì anh cứ xem hướng dẫn đi anh ạ. Thì em giới thiệu qua với anh là đầu tiên anh vào được khóa học, anh xem được các video đấy, anh cứ xem lần lượt, tại vì em thấy là mỗi video thì có những video em nói hơi è à một tí anh ạ. Thôi mình cố gắng một tí thì các bạn bình thường các bạn tự học còn khổ hơn bao nhiêu. Các bạn vào đây có được hướng dẫn rồi mà thầy thấy các bạn còn nhiều bạn còn lười đến mức là thầy nói chậm quá em chả thích xem thì thầy bó tay đấy. Có cái gì đâu mà chậm đến nhanh, thì chậm thì các bạn tua nó nhanh nhịn được, nhưng mà thầy muốn muốn xem bình tĩnh nhẹ nhàng ấy, chúng ta phải kiên nhẫn tí chứ. Còn nếu mà bây giờ mà thầy làm lại cái khóa lifetime này thì thầy nghĩ là thầy sẽ nói nhanh hơn, nhưng mà thật ra thầy không thấy cần thiết làm lại thật luôn. Thầy thử xem là bạn Và nào. không, em thấy là các video của thầy cũng rất là hay. Vâng. Có những cái thì cũng cần phải em xem lại 2 3 lần những Vâng. video, xem lại 2 3 lần Vâng, thế bây thì giờ thấy cái hay nhất này anh Tuân này, bây giờ chúng ta sẽ không học tiếng Anh không cần nhớ về cái gì nữa. Nó sẽ có một câu chuyện đúng không anh? Với một câu chuyện này, anh cũng không phải làm gì, anh chỉ có nghe em đọc, sau anh nghe em dịch. Đấy anh Tuân ạ. À. Và anh biết tiếng Anh bao nhiêu em không quan tâm. Ngày mai anh lại chỉ nghe em đọc, nghe em dịch. Bây giờ anh phải kiềm chế lại nó mới là hay này. Khi mình mới thay đổi cách học á, thì mình rất thích là học nhiều và học điên cuồng học đấy anh ạ. À. Nhưng mà anh Tuân ạ, à, Vâng, anh đúng sẽ còn học rồi. cái này cả chục năm nữa, thế nên là bây giờ em rất muốn là anh cứ đi làm công việc bình thường, chăm sóc gia đình, đi chơi đi. Mỗi ngày anh bỏ ra cho em 15, 20 phút, 30 phút, anh xem các hướng dẫn, cứ nghe audio, nghe em đọc, nghe em dịch. Mai làm như thế, đến lúc mà anh cảm thấy nghe là anh không cần dịch nữa, tức là cảm thấy nó dễ chịu cái tai hơn, vì anh đã thuộc nội dung mà anh. Thì lúc ấy anh bắt đầu tập đọc giúp em. Tập đọc thì anh đặt bài lên, thì có chỗ sai, có chỗ đúng, thì khi mà được ai nhắc chỗ sai chỗ đúng thì anh tập trung để sửa cái lỗi đấy cho em. Nếu anh tự sửa mà không được thì chúng ta lại có những buổi Zoom này. Nếu anh tự sửa không được, anh có thể liên hệ các bạn chuyên gia hoặc là chăm sóc viên. Anh bảo anh chẳng phát âm được từ này, khó quá, em giúp anh. Ai cũng muốn giúp anh ạ. Chỉ có mọi người không cho mọi người cơ hội giúp nhau rồi. Tiếp tục anh lại sau khi đọc xong mà đấy anh tập trung sửa lỗi cho em được, thì anh bắt đầu vào nghe và trả lời. Nghe và trả lời thì anh cũng không cần phải nghe và trả lời, mà em muốn anh xem hướng dẫn là
em họ tự hỏi và em tự trả lời. Đến lúc anh hiểu là hóa ra là trả lời như vậy đấy, thì lúc ấy anh tập trả lời anh ạ. Vì tập trả lời đầu tiên nó rất ngượng, Vâng. rồi thì thấy nó khó khăn rồi vất vả, thì anh lại đăng lên sai chỗ nào lại sửa đấy. Và chúng ta loanh quanh làm điều đấy vài tháng trời. Theo anh Tuân, nếu cứ học như vậy, anh có nói tiếng Anh và nói tiếng Anh xịn không anh? Vì lúc nào anh được sửa mà. Vâng, em cũng mong muốn là như vậy. Vâng. Thì cái đoạn mà em vừa nói vừa rồi là không chỉ cho anh Tuân mà cho tất cả các bạn đang mới học. Nên các bạn phải hết sức tự tin cho thầy nhé. Thì em rất mong, anh Tuân ơi, mình quê ở đâu nhỉ anh nhỉ? Dạ, em ở Sơn Tây, Hà Nội thế ạ. À thì gần, vâng, em nhà em ở ngay Vâng. Phú Thọ nhưng mà em ngay qua Đá Trông thôi mà. Từ nhà em xuống Sơn Tây gần không à? Vâng. Thầy Vâng. trên Đá Trông Ba Vì. Và qua Đá Trông cái thì sang bên kia sông là Phú Thọ rồi anh ạ. Thì em ở bên Phú Thọ kìa. Vâng Và ạ. ngày xưa cứ xuống Sơn Tây suốt chỗ chợ Nghệ này, rồi thì giờ này hay xuống ăn ốc Long Hoa này. Và cái đen đủi nhất là rất là hay phải đi Việt Nam để thăm người ốm anh ạ. Đấy, thế là Sơn Tây với em Vâng. là một kỷ niệm nó rất là gần gũi ấy, tại vì em thấy là em phải xuống Sơn Tây suốt mà. Thế anh em mình hôm nào em xuống Sơn Tây thì có khi anh em lại gặp nhau anh ạ. Vâng, em cũng mong muốn được gặp thầy. Vâng, em cảm ơn anh Tuấn nhé. Thì anh cứ tiếp tục Vâng. xem hướng dẫn đi anh và anh cứ làm đi. Cái quan trọng là anh phải làm được điều lâu và em nghĩ là với anh Tuấn thì em không phải như bạn Kim Anh lúc nãy thì em lo lắm vì bạn ý chỉ có hơn chục tuổi thôi. Rồi nhưng mà như anh em mình trưởng thành rồi đều biết là kỷ luật nó là như vậy rồi thế này thế kia. Em nghĩ anh Tuấn là thành công chắc chắn đấy anh ạ. Mà anh phải thành Em công thì cố hôm ý gặp gắng. nhau nói chuyện nó mới vui chứ anh. Và sáng nay xem video của thầy xong thì cũng đặt ra cho mình một cái lịch để học tiếng Anh, thì Vâng. cũng mong muốn là sẽ học được mỗi ngày được một ít nhất là 1 tiếng buổi sáng từ 5 giờ đến 6 giờ. Thường Vâng. là khoảng 6 giờ 30 thì bọn mình sẽ đi làm. Vâng. Thế Thì tuyệt vời cố quá gắng rồi, thế là lịch thế rồi là ok rồi anh ạ. Và em vâng. nghĩ là chắc là anh đã sắp xếp được như vậy thì anh chắc cũng không kêu bận đâu. Ở đây có nhiều bạn cứ hay kêu bận thôi, em cứ phải nhắc các bạn ấy không kêu bận. Còn thầy có bảo là các bạn không bận đâu. Thầy bảo các bạn bận mà thầy chỉ bảo các bạn đừng kêu bận thôi. Thế nên là em bảo là như anh Tuân là học tiếng Anh rất dễ là vì thôi mình thêm một tiến lên rồi anh ạ. Thứ nhất là không kêu ca, cái thứ hai là cứ kỷ luật hàng ngày, thế là xong anh ạ. Thì bây giờ nó có quá nhiều thứ để có thể chia sẻ với anh thì em chỉ muốn là anh hãy đăng một bài video đầu tiên lên cái nhóm kín của chúng ta. Và em rất mong là anh Tuân sẽ đăng một bài mà sai be bét, sai rất nhiều anh nhá. Thế nên là anh đừng bao Vâng. giờ anh lại bảo là ôi anh phải đợi học cho hoàn hảo, anh phải đợi cho nó khá hơn anh mới đăng. Không anh ạ, em rất mong muốn anh đăng một bài sai be bét. Và không chỉ anh Tuân mà tất cả các bạn mới, các bạn đồng ý không? Bấm số 1 lên cho thầy nào. Kể các bạn cũ, những các bạn cũ mà học mà bấm mà đăng lên sai be bét thì liệu cái thần hồn. Và Em gạ, nói mấy hôm anh nữa Tuân nhá, em thì sẽ có cố khi em gắng xin phép là đăng một bài trên cái chủ đề đầu tiên ạ. Và vâng.